Hi everyone, welcome back to my Team Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Team Gameplay. Mình cho chơi 8 tiếng game này. Phần Mid sẽ là game đầu tiên nào. Let's go. Mình tìm cách cho thoát vào đây nào bạn. Mình tìm chiếc chìa khóa bí mật đâu ạ. Vào căn phòng của bên trái thì mình mới thổ súng được bạn, thổ súng lên bền.
không phải ra chúng ta tỷ lệ hòa bạn. Rồi đi đầu tiên sẽ ra cái đánh nhất các bạn. Trong số thác ở đây. Careful. Way right now. Khá lâu vậy. Thank you.
Phá đủ đồ. Cứu viên cảnh sát ạ các bạn. Chúng ta đi qua nào. Nghe tiếng bước chân footstep các bạn nhé. Thank you.
thì ông ấy các bạn chờ đợi một lần chuyển sang tiếp theo. Các bạn đi chắc vào chủ. There you are. Here di chuyển mang theo chiếc Space Key đi nào bạn. Vừa trong quay xong có gì nào bạn? Chưa chụp vào máy bay các helicopter kì. Okay. Đã bất tỉnh ạ.
Còn thiếu một tấm ảnh nữa các bạn. Virus. Chúng ta cần tìm ra tấm ảnh cuối cùng thôi. Are they the final picture? Be a piece of picture. Oh my god. Trên là vậy. Tất cả số đồ mình đã bỏ hết đây rồi. Sẽ sang tiếp theo là chúng ta có thể là
Mass first. Đầu tiên cho chơi mai trước này khoảng. Chỉ cần như vậy. Ở đây, đâu vào đây nhỉ? Ok, bây giờ là lúc ra cho chúng ta ở đây bạn. Let's go. Đi xe đi. Bây giờ chúng ta sẽ phát tiếp theo này. Forest Monster. We got it. Trước mày vào đây để tao đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này bạn. Chụp bức ảnh một chụp bức ảnh master từ tòa tháp này. Sắp đây bạn. Ok, ok. Keep on coming. Nhiệm vụ thứ ba là chúng của anh ở gần vậy. Tiếp theo nhé. Security Patrol Buddy.
top 21. Pick this one and throw it to work. It's a division. That better be wind ringing my doorbell. Kill, kill, kill. Okay, never complete. Inbox your jam. Kill, kill, kill. So I think I'm right. I will cut you all over until you bleed out, little pig. Okay, let's go watch your party get it down. What's the room we save? Pojo. Where are you going to talk to me? Sana ada yang dapat. Be careful, be careful.
cùng trong những ngày này nào. Em đi. Đây là các bạn hãy tìm cái cuối cùng nữa để chiến thắng cho tựa game này các bạn nhé. Và chờ đợi với đây hết. Đây là tựa game cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you.